vẫn là kiểu tóc sóng nước đây, sóng nước của năm 2017. Nhưng 2018 Phụng sẽ biến tấu lại như thế nào để cho các bạn dễ chăm sóc hơn, và dành cho những cô nàng lúc nào cũng thích tóc của chúng ta, lúc nào cũng phải đẹp, những cô nàng yêu quý mái tóc của mình và gần như là không muốn cắt bỏ, thì đây hứa hẹn sẽ là một mẫu tóc làm điên đảo lên. Có thể là chị muốn sau khi xem clip này sẽ bay đi làm tóc ngay lập tức thôi. Bây giờ Phụng xin giới thiệu với các bạn kiểu tóc uống xoăn sóng Hàn Quốc, thì chắc hẳn là cũng không gọi là quá khó để chăm sóc, nhưng sau khi làm thì tất nhiên các chuyên gia sẽ hướng dẫn cho các bạn cách uống ống như thế nào để ra mái xoăn Hàn Quốc, còn không thì sẽ là ra xoăn cúc xê nha các bạn. Thì ở đây chỉ có một bí quyết nhỏ trong việc chúng ta chăm sóc ở nhà như thế nào để sẽ ra một cái sóng Hàn Quốc tương ứng thôi. Và kiểu tóc này sẽ phù hợp với những bạn có mái tóc không quá dài cũng không quá ngắn. Chúng ta có thể biến tấu bằng cách cột đuôi ngựa, hoặc là thắt biến một bên, hoặc là để vài cọ mái lưa thưa cũng rất là dễ thương nhé. Just say hi or whatever it takes to break the ice. Don't walk away, there's more to say. I just need the courage to let you know what's on my mind. Like every time you pass by, something just feels right. Not apathy, it's energy locked up that's ready to scream and shout. That I can try, 'cause I think I just got lost in your